Xin chào các bạn. Mình sang Nhật một năm trời nhưng mà đây là lần đầu tiên mua hàng Việt Nam tại Nhật các bạn. Đây là hóa đơn. Trời mưa nữa ướt rồi, mưa ướt rồi. Hóa đơn một man 9 sen 680 yên các bạn ạ. Khoảng 4 triệu ở tiền Việt các bạn nhé. Và mình sẽ cho các bạn xem bên trong này mua những cái gì. Nhiều cái thú vị lắm. Ở bên này thì đồ Việt thì cái gì cũng có các bạn. Mỗi tội là hơi đắt, hơi chát các bạn. Toàn mì tôm. Bên này là hóa đơn tổng đó. Đây là cửa hàng tên cửa hàng là gì Food ấy, mình quên tên rồi. Nutri Food Việt Food hay cái gì ấy. Bỏ qua cái đó đi. Chỗ này cũng có một thùng tôm này. Thùng tôm hảo này. Thùng tôm hảo là một người tôm hào hào là trên chín tám là 2 sen các bạn. Đây là tầm một thùng này, quên không đếm thiếu một nào không. Đó, cái một thùng này à, một canh hải châu, một canh hải châu 5 gói, một canh hải châu 5 gói 900 yên, 900 yên khoảng 30.000 gói một canh này các bạn, mà ở Việt Nam mình bán mấy nghìn, 4.000, còn hạn sử dụng nữa nhé. Ở 11/4/2019 11/4/2022 hình đây, hình tím à? Đây là hành khô các bạn. Hành khô mình cứ tưởng nhiều, cứ từng này thế à? Hành tuần. Khô. Hành khô này là 250.000, 50.000 các bạn ạ. 50.000 được tí này. 50.000 được một chút. Còn đây là hành nêm cờ no này. Hành nêm cờ no này là 690 yên, 700 yên, 150, 150 thì được mấy trăm gram đây. Bên kia đấy, 400 gram, 150 được 400 gram các bạn. Mì chính này, 500 gram này, mì chính của Thái Lan, được ạ, mì chính này, 500 yên, 100.000 một gói như thế này. Xả không phải xả. Xả nha. Xả. 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 Xả tươi. Xả tươi. Mua 2 túi này. 2 túi này 250 yên, 50.000 một túi này các bạn ạ. Được 2, 4, 6, 8, 10, 12 củ. Khoảng 50.000 được 12 củ các bạn. Măng khô, đây là măng khô. Măng khô cái này 430 yên. Là khoảng 90.000 được cái chỗ này. Cái này được
Bao nhiêu lạng ấy? Lạng không? Được. Chắc đừng lạng các bạn. Đây là lạc này. Lạc này. Lạc này là 480.000 chỗ lạc này các bạn. Được 5 lạng. Cái đấy là 5 lạng nhưng không nhớ. Ở đây còn nấm non ngư này. Chai này cứ như chai nhỏ. Nhỏ chai to được biết. 750. Tắt băng cái chai ngoài nữa đi. 750 lít. Nấm non ngư này 710 yên một chai. 150.000 một chai này các bạn. 150.000 này. Đó, đó là à, xấu. Đó, mình kèm món vịt om xấu đó. Nên mua ít xấu về này. Xấu này này. Xấu trong đây là quả xấu này. À, còn nó ghi quả xấu Hà Nội nhá. Xấu này là bứt tại Hà Nội nhá. Ờ khoảng 70.000 được chỗ này này các bạn. Ở nhà bây giờ đang bán 10.000 cân này. Thằng này 70.000 được chỗ này các bạn. À, đây đúng không? Ớt tươi này. Bọn mình thèm ớt tươi. Rất thích ớt cay. Chính đồ ăn cay. Mỗi bịch ớt tươi. Mỗi bịch này là 70.000 một bịch các bạn. 3 bịch là xin mốt 230 được 3 bịch ớt tươi các bạn. Đây là chả cá nào. Đây là chả cá này. Chả cá này thì hơi đắt. 250 một túi này. 260 một túi này. 260 một túi này. Được 450g. Thì mua 2 túi. Đấy. 2 túi này là 500 khoảng 534. Được 2 túi chả cá này. Được, chưa được cân. Và còn đây nữa. Đây là thực phẩm các bạn ạ. Thực phẩm tươi sống. Đó. Cái này gà này. Gà này là gà dai này. Gà dai to này. Một con là 150 yên thì một con hoặc 120 đấy các bạn ạ. 120 một con gà này. Cũng rẻ, nếu mà gà thì cũng không phải đắt. Cũng không phải đắt lắm. Được ở đây. Không lạnh. Này cái nước tủ lạnh nó đủ không nhỉ? Đây, mình mua 2 con gà dai rồi. 2 con gà này. 2 con luôn à? Cột cơm một con. À. 2 con gà. Đó. Ăn con gà. À đây là bạch. À đâu? Đây là sườn. Sườn sụn các bạn. Sườn sụn này. Sườn sụn này. Sườn sụn. Đúng rồi. Sườn sụn này các bạn. Cái này 160.000 được 1 cân. 750 yên. 160.000 được. 560.000. Đây là một con vịt. Nhắc to lên các bạn ạ. Đây là một con vịt. Vịt đấy các bạn ạ. Thằng em mình thì nó rất thích ăn vịt. Vịt. Thích vịt thế này không phải ăn nhá. Rất thích ăn vịt. Lúc nào nó cũng thích vịt thôi các bạn. Đây, một ngày nó nhắc không biết bao từ vịt.
Cái này là một sen mốt một con này. Sen mốt 230 một con này các bạn ạ. Mình mua hai con này. Hai con. Đó. Phải có đôi có cặp nhỉ. Đó. Vịt là phải có đôi có cặp. À còn món này tính đồ cho ai nhậu này. À, yeah. Xách vào này. À. Tổ ong bò này, cái này là tổ ong bò 150. Cái này làm gì được một cân nhỉ? Nó đi một cân rồi. Cái này là một cân. Xem nào. Con này có đá nữa là một cân. Chắc là họ đổ nước vào các bạn thì đủ một cân. Cân lúc mà có nước thì đủ một cân. Đây khoảng 150 về cho nó yên các bạn nhé. 150 là 6 rồi. À tai, đây là tai lợn không phải tai vịt các bạn nhé. Tai heo. Tai lợn. Tai heo. À, chỗ bạn em mình nó bảo là tai heo. Chỗ mình là tai lợn các bạn. Tai lợn này là tai lợn là 580 yên, 600 yên, 130. Thế thì cũng được, 130 số tai này. Đấy, đây là một món đặc biệt này, thịt ba chỉ nhá. Đây là thịt ba chỉ nhá. Đó, chưa? Mình ngon, mình ngoài mình rất ngon này. 1, 2, 3 4 chỉ bạn. Không phải 3 chỉ. Rất ngon. Đó. Đây là tất cả. Ô hết rồi. Đó là tất cả những thứ ngon. Đây, 4 triệu. Hơn 4 triệu tiền Việt tí được cân rồi các bạn. Cái này là của 4 người các bạn. Bọn mình ăn chỗ này tháng ăn hết không? Đây của 4 người. Đó. Các bạn thấy đồ Việt bên này thế nào? Mình thấy là nói chung là đắt. Hơi đắt. Nhưng mà ngon. Thèm thôi các bạn. Hôm nay nó ăn đây không được ăn đồ Việt lắm, lâu nó thèm lắm các bạn ạ. Nhìn cái gì cũng muốn mua thôi, nhưng mà mỗi tội là giá nó hơi cao, đôi khi đắn đo. Nếu các bạn sang bên này các bạn sẽ hiểu được cảm giác đó. Đây là toàn bộ nhé, mình xin kết thúc video này, các bạn cho ý kiến này. Và bạn like, đăng ký, bình luận và ủng hộ kênh cho mình. Chào các bạn.